Rồi, chúc mừng Đức Hiền. Sớm quá anh Hải. buổi trưa uống nước ngọt ha, nước suối. Chạy xe rồi. Rồi. Bạn của Hiền hả? Ok. Này là mấy anh bên chỗ Hiền á, du lịch á. Cùng với bữa nay uống nước ngọt hơi bị nhiều ha. chia ha. Okay. Vậy chứ bạn này là trước bạn Hiền nè. Ghê không? Ờ, chào em. Ship của Nam phải không? Từ bữa Gò Công nay mới gặp lại đó. Chị em.